Nói về chơi loa Mỹ thì có lẽ tất cả những bác đã được nghe và trải qua đều tâm phục khẩu phục, cũng như là thích thú khi đôi loa Mỹ nó thể hiện chất âm của nó. Thì trong video này, Thành Viên lên sóng một cặp loa Mỹ bãi cao cấp được sản xuất lắp ráp tại Mỹ do hãng EV, có bên là Ford E25, một dòng loa tiếng bass 40 và tép đĩa. Thì dòng loa là các bác nghe nhạc và hát ok cực hay nhá. Công suất của nó là 600W và 1200W 4 ohm, có thể bao phòng từ tầm 20 vuông đến 50 vuông lại, là cực kỳ tuyệt vời. Thì với loa Mỹ các bác vừa nghe hay vừa hát cao phê tuyệt vời. Với cặp loa này đẹp như mới luôn nhá, đẹp tới tầm khoảng 95%. Và nghe tiếng phát nó buông, lời nó vẽ và tép vào bánh cực kỳ là sạch sẽ, chi tiết và mềm dẻo. EV Electric Voice. Đêm nay ta chút can tâm sự. Bác nghe tiếng cách cách lắm khóc nó rất hay đúng không? Tiếng âm bên quán xưa tiêu điều. Giá cực kỳ hợp lý anh em nhá. Đấy các bác 17 triệu. Bao ship tặng cặp đây. Bác muốn bỏ hát cái loa này alo cho em nhá. Năm ạ, à? Đẹp rời, cầm tay khẽ nói, tin nhau trong đời tình. Một cặp duy nhất thôi nhá, không có nhiều đâu ạ. Bạn nào mà cảm thấy kết là chốt ngay nhá. Tiếng trực cưa sạch. Từ đây đôi đứa loa Mỹ thì bác nghe rất là phấn khích. Cái độ chi tiết mềm mại và đều dài của nó, nghe lâu nó không mệt. Cái này chơi ở một biệt thự sân vườn gia đình như này bác nhá. Vì mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Anh ơi, tôi biết nói chi đây. Giây phút quyến luyến chia tay, canh gác đã đến phiên rồi. Kỷ niệm trong đời, lời tôi lần cuối thôi nâng hết ly này. Rồi bây giờ phần 2 em quay chi tiết nội thất, các bác cùng chiêm ngưỡng nhá. Thành Nguyễn xin chào tất cả các bác và anh em là những người đam mê và yêu chất âm của loa Mỹ. Thì trong clip ngày nay Thành Nguyễn lên sóng giới thiệu đến bác về một cặp full đôi sở hữu 2 bát 40 và một tép kèn. Thì đây là một dòng loa được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ do hãng EV. Thì mẫu loa này là một mẫu loa rất phù hợp cho các bác chơi trong gia đình, từ việc nghe nhạc cũng như việc hát karaoke. Thì dòng loa này là dòng loa chịu 2 bát 40 và một tép kèn ấy. Do vậy nó sẽ thể hiện một cách rất chi tiết và đầy đủ các giải âm. Thì bát đánh bao rộng êm sâu và mềm mại, giải lời rộng và tép sáng. Thì cặp loa này bên em nhập về trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn nhá. Có thể nói đẹp tầm 95%, không nói ngoa. Bây giờ em sẽ quay tổng quan và chi tiết cũng như báo giá cụ thể để các bác có thể nghiên cứu thấy phù hợp với cách chơi kiểu chơi mình, thì liên hệ em số máy 0936 583 110. Đầu tiên về thiết kế cặp thùng thôi nhé. Thì dòng loa thiết kế phải nói cực kỳ đẹp mắt này, nó vuông vắn này, xinh xắn và phù hợp với việc kê trong gia đình nhà mình đấy, có thể chơi sân vườn mất nhá, rồi gia đình nhà mình, rồi là phòng trà ok. Con này nó là thùng gỗ này và bọc lỉ. À, lỉ rất là mới anh em xem này. Đấy. Lỉ của nó còn rất mới nhá. Rất mượt này anh em xem này. Rất mới và mượt. Đẹp, phải nói là leng keng luôn. Hỗ trợ tay sách ở trên nóc loa. Và trên tay sách ấy thì đều có chữ là EV for các nhá. Đấy, EV for. Đấy. Hay gọi for các nhá. Em sẽ quay một lượt xung quanh cái cặp loa này để các bác có thể nhìn tổng quan về cái cặp loa đẹp nào nhá. Đấy. Anh em xem này, mướt mát luôn, từ trên xuống dưới, không có điểm trừ luôn. Và giá cực kỳ yêu thương luôn nhé. Mà nhìn từ cái bông nữa chất này, đúng không? Hay từ phần tân này, thùng sáng quắc mà nhé. Cái bông của nó rất là độc lạ luôn, đúng không? Thông số mà này. Đấy, một lượt mà nhé. Con này có tay sách ở trên đầu này. Anh em có thể là bê hoặc là kéo nhé, kiểu như cái vali ấy. Có chân bánh xe đấy.
Về cấu trúc lòng thùng thì em sẽ quay kỹ này. Con này sở hữu là lỗ thông hơi ở giữa này. Rất đẹp đúng không? Đấy. Cái bông của Tây nó khác biệt này. Rất dày nhá, dày khoảng đến 10 phân ạ, đến 10 phân này. Mà cái bông này bông đa màu sắc, màu xanh, màu trắng này, màu đen rất là nhiều đúng không? Dày cộp này. Thép bông nó đẹp không? Đúng Mỹ Tây nhá. Phân tần phải nó cực đẹp mới này. Có cả bóng đèn chống cháy này. Đấy em nhìn này. Hai bóng đèn này, con cảm này. Đúng không? Ở bên sau là cái linh kiện nhá, linh kiện của nó như tụ điện trở này. Và dây của Mỹ bao giờ nó cũng rất là săn chắc và đẹp nhá. Tất cả đầu dây đều có cái rắc để ấn vào cái chấu loa. Các bác nhìn thấy đẹp chưa? Lung linh nhá, còn lại tiếng hay lắm. Đấy. Thế về thông tin của loa đây, anh em phải quan sát này. Đấy, con này là Fox nhá, i25. Công suất của nó RMS là 600W, mắc là 1.200, 4 ô. Hỗ trợ hai cổng vào và sản xuất tại Mỹ nhá. Made in USA. Đấy, có cả cái tem tem này tem QC nhá. Chất lơ luôn nhá. Con này nghe nhạc hay lắm. Hát không tuyệt vời luôn. E căng nó còn rất mới này. E căng đây. Dưới là logo của EV nhá. Rồi. Nói xem về cái cặp tép trong cái gấu này. Đấy, con này sử dụng là đôi tép đĩa. Tép là tép đĩa nhá, rất là mili luôn. Đấy, còn rất mới nhá. Con này mã tép là DH2010A nhá. Đấy, xuất ra tại Mỹ này. 8 ohm này. Electrovoy, Electrovoy nhá. Một thương hiệu cực nổi tiếng luôn. Electrovoy. Từ nó rất mới nhá, đẹp, 7 màu luôn. Đấy. Con này nó là cái họng cổ dài, rất là dài đúng không? Đây, và trên cái phễu kèn dập cả logo này. Và con này nhựa dẻo nhá. Bền lắm, nhựa dẻo này. Phễu kèn dài cho lại cái khả năng bảo phủ ấy. Tán âm nó cực kỳ rộng. Cái phễu kèn này dài nhá thì cái khả năng rót âm tai nghe nó rất là rộng và xa. Rất là gấu nhá. Thép trắng tinh luôn, đúng không? Không chê điểm nhá. Không có điểm trừ luôn. Mới quắc mà nhá. Đấy, DH2010A. Electron Voice sản xuất tại Mỹ. Còn rất mới. Và cặp bát này thì bác nhìn quan sát ấy, nó sử dụng quát bát của Mỹ đúng không? Từ đen. Anh em xem này, từ đen. Còn mới cõng quá nhá. Này, từ này. Xương sắt này, nhẵn tinh luôn. Cái này từ 16. Họng khoảng 6.3 quá nhá. Anh em thấy cái nhện luôn, cái nhện nó còn rất sạch mới này. Trên màng loa có mã màng này. In rất là nét quá nhá. Cái màng này đánh rất biết là chất này. Anh em chuyển vỗ này, đấy thêm cái độ lẩy mềm nó thì bao giờ cái tiếng quá nhá. Tiếng bát nó êm và mềm tai. Đấy. Gân lụa tầm dầu 3 xếp à. Thấy chưa? 3 xếp nhá. Rất là mới và đẹp và chắc chắn. Bật cái bát này, đập biết là cái độ mềm nó đúng không? Mới leng keng quá nhá. Đấy. Em quay kỹ anh em nào chốt thì chốt rồi nhá. Rất mới và đẹp. Nguyên bản mà nhá. Đấy. Này bao zin nguyên bản đẹp long lanh luôn. Con này nó ngoài cái gân lụa tầm dầu nó còn có lớp keo đây. Đấy, tràn viền này. Nó bền lắm. Cái gân này không mà hỏng đâu nhá. Cái cặp loa để chơi mỹ mãn luôn. Tiếng nhạc. Tiếng nhạc chính chép ngoài ra là anh rất lẩy. Chép FV em đã nghe nhiều nhưng anh hay lắm. Đây. Anh sang bát loa rất là đẹp mới nhá. Đều màng luôn. Bên đây em là tuyển chọn cặp loa kỹ càng khi lên sóng thôi nhá. Đấy, chất lơ luôn thì mới lên sóng. Đây là toàn bộ cái bốn cái bát và hai cái tép nhẹ nó quay kỹ càng rồi, bao zin bao xịn bao mới anh em, phân tần với tiếc thùng thành quay rất căng. Thì cái dòng anh em mà chơi không gian tầm khoảng hơn 20 vuông nữa nhé, đến 50 vuông là ok đấy, 20 là 10 đấy. Anh em là có nhu cầu về cặp loa này alo em thì báo giá luôn mới nhá. Những cặp loa này thời điểm trước là hơn 20 triệu cơ, nhưng bây giờ thì em sẽ bán bác mức giá cực kỳ hợp lý để anh em chơi được loa Mỹ này với giá đầu tư khoảng gần 17 triệu nhá, bao ship tặng một cặp dây có đúng đôi rồi và bao đẹp long lanh cành đào và hoạt động chuẩn chỉ nhá, 17 triệu cho các bác luôn cặp loa này. Thế bác nào thấy hợp lý thì múc luôn nhá. Đấy, không khi mà em bán đâu nhá, bán rồi đấy thì nó sẽ không còn nữa, bởi vì những cặp loa như này về vậy thì rất lâu đúng không, loa bãi mà, cho nên là phải chờ đợi rất lâu, mà mức giá thì có thể rẻ như loa tàu nhá, 17 triệu full đôi. Con này chơi được có thể gia đình này, sân vườn đấy, rất hay luôn nhá, tuyệt vời luôn. Một lần nữa thì cũng nhắc lại giá nhé, là 17 triệu, báo ship tặng một cặp dây.
Thì bác nhu cầu tiền cọc em ở gần 1 triệu xa 2 triệu nhé. Bởi loa rất nặng bạn, và tất cả em quay chuẩn như nào bán hết, và cam kết là xịn nhé, zin luôn cho anh em. Mọi thông tin mua sắm phối ghép liên hệ với em số máy 0936 583 140. Bên em giao hàng toàn quốc nhá. Anh có chào các bạn.